thay mặt đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nâng cốc chúc tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước. Bằng tư tưởng thấm đượm tinh thần nhân văn và cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng tình hữu nghị đoàn kết với các dân tộc trên thế giới. Di chúc của Người một lần nữa cho thấy đoàn kết quốc tế đã trở thành đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh và là động lực to lớn trong quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng phát triển đất nước, trở thành một vấn đề có tầm chiến lược hàng đầu trong đường lối cách mạng của Việt Nam. Ngày nay, đối ngoại của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Từ một nước bị bao vây cấm vận, đến nay, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước. Trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 7 nước đối tác chiến lược toàn diện, 18 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng thời gian qua với nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là chưa bao giờ đất nước chúng ta có cơ đồ, có tiềm lực, có vị thế như bây giờ. Đất nước muốn phát triển được thì phải với một cái tốc độ rất cao, một cái sự đồng tâm hiệp lực rất cao, một cái sự đoàn kết thống nhất trong nước rất cao, huy động sức mạnh của toàn dân phát triển đất nước đó để nâng cao đời sống của nhân dân, đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao lên của mọi người dân trên mọi lĩnh vực. Mọi người được bình đẳng, được giàu có, được sống, không ai để bỏ lại phía sau. Đấy là những cái mục tiêu rất quan trọng. Ai cũng được phát huy hết cái khả năng trí tuệ của mình. Mà chỉ có như vậy thì đất nước mới phát triển được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với bản lĩnh, kiên định lý tưởng cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công cuộc đổi mới đất nước nhất định giành thắng lợi to lớn, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là ước vọng của toàn dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.